em sẽ hướng dẫn tất cả các bác sử dụng phần mềm theo dõi xe từ xa Garsit trên cam hành trình M39X. Trước tiên thì các bác tải cho em phần mềm là phần mềm Garsit ở trên điện thoại. Sau khi tải xong thì các bác đồng bộ một là Facebook, hai là WeChat, hoặc là các bác có thể tạo một account mới. Ở đây em đã tải xong và bây giờ em vào phần mềm. Đây chính là giao diện chính của phần mềm Garsit giám sát xe. Để đồng bộ được với cam thì trước tiên là các bác lưu ý cho em, hai thiết bị phải sử dụng mạng 4G riêng biệt hoặc là điện thoại bắt wifi của cam hành trình phát ra. Thì ở đây em sẽ sử dụng là wifi của cam hành trình, em sẽ bắt wifi của chiếc cam phát ra. Tên mặc định của wifi của cam thì sẽ là M39 kèm theo một dãy ký tự đằng sau, và mật khẩu mặc định của mỗi chiếc cam sẽ là từ 1 cho đến 8. Đó, khi mà nó báo thế tức là các bác đang kết nối wifi thành công. Và khi kết nối thành công thì các bác mở lại phần mềm Garsit cho em. Thì nó sẽ hiện lên một phần là confirm đây. Thì các bác ấn confirm. Thì khi các bác ấn xong thì trên cam nó sẽ yêu cầu các bác là đồng ý hoặc từ chối. Thì các bác ấn cho em là đồng ý. Như thế này là các bác đã đồng bộ thành công. Và ở phần mi device đây các bác nó sẽ hiện ra một thiết bị đã kết nối thành công, một online đây. Và các bác muốn xem trực tiếp thì các bác ấn vào phần monitor, ấn vào phần live. Và đây sẽ là hình ảnh của cam trước. Đó, có một chữ F ở trên góc bên tay trái ở bên trên, các bác ấn vào đây cho em thì nó sẽ chuyển sang phần là hình ảnh cam sau. Và đây, đây chính là hình ảnh cam sau đây. Em có thể zoom to ở trên điện thoại ra các bác xem. Đó, đây chính là hình ảnh cam sau. Các bác lưu ý cho em nhé, là khi mà các bác muốn theo dõi xe của mình hoặc là định vị xe của mình từ xa thì yêu cầu hai cái phải sử dụng mạng SIM 4G. Vì đây là em đang ngồi ở trên xe, em đang đồng bộ ở trên xe nên em sử dụng mạng wifi thôi. Còn lại nếu các bác muốn sử dụng từ xa thì cả hai thiết bị của mình phải sử dụng là mạng 4G các bác nhé. Và toàn bộ những cái file mà các bác có thể là lưu cũng như là chụp ảnh ở cam hành trình thì nó sẽ lưu ở phần phone file trên điện thoại. Thì toàn bộ file của các bác nó sẽ nằm ở phần loop file. Đó, các sẽ nằm ở đây là những cái mà các bác tải hoặc là gửi video trực tiếp từ trên cam về điện thoại, là ở phần Take Picture và thành phần Take Video đây. Các bác chỉ cần ấn vào phần Take Picture thì nó sẽ tự động gửi hình ảnh cam trước, cam sau và định vị GPS. Đây, đây là chính là định vị này. Đây là hình ảnh cam trước và hình ảnh cam sau. Về phần phone file. Đó. Đây chính là hình ảnh cam trước em vừa chụp. Và đây là hình ảnh cam sau. Các bác nào muốn tải về thì các bác có thể giữ vào đây và ấn vào biểu tượng tải ở phía dưới điện thoại. Nó sẽ có một phần là K-Line, là chia sẻ lên cộng đồng những người sử dụng cái phần mềm Garsit. Save2 nó là tải lưu về điện thoại, tải lên Facebook, WeChat hoặc là WeChat Moment. Cái đấy là tùy các bác thôi. Còn một phần nữa nó chính là phần các bác có thể theo dõi được cái quá trình các bác đi. Thì các bác ấn vào phần mi ở góc dưới này cho em. Thì nó sẽ có một cái phần là check playback đây. Hoặc là một số máy nó sẽ hiện lên là history. Thì các bác có thể ấn vào cái phần check playback này. Đó. Ở phía dưới nó sẽ có một cái biểu tượng là quyền lịch. Các bác ấn vào đây. Và các bác chọn cái thời gian mà ngày các bác muốn xem. Thì nó sẽ hiện ra cái quá trình của cả ngày hôm đấy là các bác đi những đâu. Nó sẽ tính toán cho các bác từ đầu cái ngày hôm đấy cho đến cái thời điểm mà các bác đi, ví dụ như của em đây. Đó, nó sẽ tính toán toàn bộ cái quãng đường là từ 00 giờ đó cho đến cái thời điểm mà các bác ấn vào cái check playback đấy thì nó sẽ hiện lên toàn bộ cái quãng đường của các bác đi. Đây ví dụ như em đây. Đó. Toàn bộ quãng đường. Còn một phần nữa nó chính là cái các bác có thể chiết xuất file, những cái file mà ghi thì video từ trên cam về điện thoại. Các bác có thể vào cái phần DVR đây nhé. Riêng cái phần này thì các bác phải ngồi ở trên xe. Một là hai cam hành trình và điện thoại của các bác bắt cùng một mạng wifi.
cái thứ hai hoặc là điện thoại bắt wifi của Canva, thì các bác ấn vào phần DVR này giúp em. Thì khi mà ấn vào phần DVR, nó có sẽ có một dấu cộng ở trên này, các bác ấn vào đây thì nó sẽ có một cái dòng hốt là 9.2.168 bao nhiêu đấy. Thì các bác để ý cho em phải có dấu tích V ở bên cạnh. Khi có dấu tích V được thì các bác ấn vào remote file. Một số máy thì nó sẽ là DVR file hoặc là DVR không thôi. Thì các bác ấn vào phần này cho em. Thì toàn bộ file, cả hành trình ở trong thẻ nhớ nó sẽ lưu ở phần log file. Đó, thì các bác có thể tải ở trong cái phần này. Tương tự khi mà các bác tải ở phần full file đó, và khi mà mình tải xong thì những cái file video mà các bác tải về nó sẽ nằm ở phần full file và nằm trong phần log file. Và khi mà các bác tải về điện thoại thì các bác làm tương tự như lúc nãy em có hướng dẫn cho tất cả các bác. Vâng, chúc tất cả các bác thành công ạ.